diễn viên Miu đi thử váy, hôn chồng sắp cưới say đắm. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, diễn viên Miu và chồng sắp cưới hôn nhau say đắm. Ngày 21 tháng 4, nhiều bạn bè đồng nghiệp đăng thiệp cưới của diễn viên Miu và bạn trai doanh nhân. Hôn lễ của nữ diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Tuy nhiên, sau khi thông báo, Miu vẫn giữ kín hình ảnh và danh tính của chồng sắp cưới. Hành động này khiến nhiều khán giả liên tục tò mò và hiếu kỳ về bạn trai doanh nhân của cô. Chiều ngày 25 tháng 4, Miu bất ngờ chia sẻ cảm xúc khi đăng video đi thử váy cưới. Cô cho biết, tôi đã tìm thấy giấc mơ của mình, bước vào cửa hàng váy cưới đẹp nhất trên đại lộ thời trang Monterey. Tôi ngắm nhìn những bộ váy này lộng lẫy. Tôi ngắm nhìn những bộ váy cưới lộng lẫy và đặt may đo những thiết kế đặc biệt nhất dành riêng cho ngày trọng đại. Miu cũng tiết lộ về trạng thái cảm xúc của chồng sắp cưới. Cô viết, và ngày đó cũng sắp đến gần thật hồi hộp. Cô dâu hồi hộp ít nhưng chú rể lại càng hồi hộp hơn. Có lẽ anh ấy chưa quen với việc này, càng tập làm quen dần để chuẩn bị ra mắt mọi người. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Miu và chồng sắp cưới hôn nhau say đắm. Cô đã thử một số mẫu váy cưới đắt đỏ từ một thương hiệu cao cấp để chuẩn bị cho một đám cưới sắp tới. Miu được coi là một trong những người đẹp, sở hữu lượng khán giả đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp, trình độ học vấn cao. Cô không chỉ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn thành công khi lấn sân sang kinh doanh. Miu là cựu sinh viên Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giảng dạy ngành thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 2017. Sau mối tình tan vỡ với Phan Thành, người đẹp vẫn chưa công khai bạn trai mới. Sau những vấp ngã, mình cần phải tỉnh táo hơn để xác định, tạm cho những điều kiện như đẹp trai, hào hoa chỉ là xếp sau. Điều mình cần là một người thật thà, chung thủy. Miu nói về quan điểm chọn bạn trai. Harry Lu có cuộc sống thế nào giữa lúc Miu sắp về làm dâu hào môn? Ngoài danh tính chồng doanh nhân thì Harry Lu cũng là cái tên được nhiều người tréo gọi. Bởi lẽ trước đó khi chính thức công bố hỷ sự, Miu liên tục thả thính và được cư dân mạng đẩy thuyền với Harry Lu. Cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết kéo dài 8 năm, nhiều lần vướng nghi vấn phim giả tình thật. Khi Miu được cho là sắp về làm dâu hào môn, cuộc sống hiện tại của Harry Lu khiến nhiều người quan tâm. Harry Lu sinh ra tại Đài Loan, Trung Quốc, nhưng nổi tiếng với vai trò diễn viên ở Việt Nam, anh chính là hot boy bóng rổ, từng là mưa làm gió trên mạng xã hội. Harry Lu ghi dấu ấn khi mạnh mẽ tham gia phim điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu đóng cặp với Miu. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Harry Lu bị tai nạn kinh hoàng vào tháng 2 năm 2017. Thời điểm đó, nam ca sĩ phải trải qua 60 giờ phẫu thuật do bị gãy xương mũi, xương mặt biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu. Thậm chí đến mẹ ruột Harry Lu còn không thể nhận ra con. Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho Harry Lu vì xương thật đã vỡ nát. Sau đó, Harry Lu được gia đình đưa về Đài Loan, Trung Quốc để tiếp tục chữa trị. Trải qua 20 cuộc tiểu phẫu, phẫu thuật trong hơn 4 tháng, Harry Lu dần bình phục nhưng thời gian đó ngoài việc đau đớn vì chữa trị, anh gặp khủng hoảng tinh thần. Trong dịp trải lòng vào năm 2020, anh nói, cho đến tận sau này, mỗi lần nhắm mắt, Harry vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi mình tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, khi được các bác sĩ cho xem gương mặt của mình, cũng như nhìn thấy những vết thương khác trên cơ thể. Cảm xúc bất ngờ, thất vọng, lo lắng pha trộn vào nhau khi nhìn thấy điều mà trước giờ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Và cho tới lúc mình nhìn thấy phản ứng của người thân khi thấy mình, thật sự nó khó thể diễn tả bằng lời. Hai mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Harry rơi vào tình trạng như lúc đó. Nằm một chỗ, sức khỏe đột nhiên yếu đi, có những cái không thể tự mình làm mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Bản thân cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng vì nỗi đau cơ thể và thật sự là cú sốc về mặt tinh thần. Bao nhiêu dự định và kế hoạch của mình đều tan thành mây khói. Từ cột mốc gặp biến cố này, cuộc sống và sự nghiệp của Harry Lu có nhiều chuyển biến. Dù không khôi phục được khuôn mặt như xưa nhưng dung mạo mới của nam diễn viên vẫn được nhiều người đón nhận. Mỗi khi Harry Lu xuất hiện đều nhận được sự động viên an ủi tích cực từ đồng nghiệp và những người hâm mộ. Sau gần 2 năm ổn định sức khỏe, tinh thần thì Harry Lu về Việt Nam bắt đầu lại công việc, tham gia game show và tái xuất ở phim điện ảnh Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em ra mắt vào năm 2019. Năm 2020, Harry Lu trở về Đài Loan vì những lịch trình cá nhân, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh nên anh phải sống một mình tại đây trong 2 năm. Đến tháng 9 2022, Harry Lu trở về Việt Nam rồi lại thông báo sang Đài Loan vào tháng 12 2022. Trong năm 2023, Harry Lu check-in ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Mỹ, chủ yếu là đi du lịch. Đến cuối năm 2023, Harry Lu cho biết mong muốn được trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Hiện tại, nam diễn viên hoạt động nghệ thuật song song tại Việt Nam lẫn Đài Loan, Trung Quốc. Dạo này, Harry Lu thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống. Anh viết các bài đăng bằng hai ngôn ngữ để có thể dễ dàng tiếp cận người hâm mộ. Về tình hình sức khỏe, nam diễn viên cho biết mọi thứ đang hồi phục tốt. Anh chỉ có niềm hy vọng lớn nhất là được bác sĩ cho phép chơi lại bóng rổ.
Harry Lu là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mỗi khi có hoạt động tại Việt Nam, nam diễn viên và Miyu thường có những buổi gặp gỡ thân thiết. Khi Miyu thông báo lên xe hoa, anh gửi lời chúc mừng bạn thân. Gần một thập kỷ làm bạn với nhau, xem nhau như người thân trong gia đình, Harry rất vui khi biết tin Yu tìm được hạnh phúc của mình. Harry là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp Save the Day của Miyu. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, chúc mừng Yu. Miyu cũng lên tiếng đáp lại, tôi và Harry vẫn luôn là những người bạn thân của nhau. Miyu công khai danh tính chú rể. Chỉ chưa đầy nửa năm 2024, thế nhưng showbiz Việt liên tục chứng kiến những tin vui từ các sao Việt. Mới đây nhất, Miyu vui mừng thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 29 tháng 6 tới. Lập tức thông tin về vị hôn phu của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm. Cách đây một năm, Miyu từng tham dự dự án phim điện ảnh Khi ta 25 do Lắc Vân làm đạo diễn. Tại buổi họp báo, Miyu diện trang phục màu trắng, khoe vai rùa rạng rỡ. Không những thế, sự kiện còn có sự góp mặt của doanh nhân Trần Duy Minh Đạt. Anh diện trang phục đơn giản, thanh lịch, vốn là người kín tiếng, thế nên việc người này xuất hiện tại một sự kiện giải trí khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn. Cả hai vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau, nhưng không có bất kỳ tương tác thân mật nào. Thời điểm hiện tại, vị doanh nhân này đang được đồn đoán chính là chồng sắp cưới của Miyu. Cách đây một ngày, cố vấn âm nhạc Mỹ Ngọc đã hé lộ vị hôn phu của Miyu có tên viết tắt là MG. Với những chi tiết này, dân tình càng thêm cơ sở vững chắc rằng chồng sắp cưới của Miyu chính là doanh nhân Minh Đạt. Dẫu vậy, thực hư thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Trần Duy Minh Đạt là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần có tiếng tại Việt Nam. Hiện người này đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh tại Mỹ của công ty gia đình. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai không kém gì tài tử. Về học vấn, anh đã tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và quản lý tại Đại học Virginia, Mỹ và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Đại học California, Mỹ. Miyu từng sử dụng xe tiền tỷ của chồng tin đồn đến đám cưới Puga. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, netizen phát hiện Miyu sử dụng một chiếc Land Rover Defender có giá mua mới lên đến 4 tỷ đồng khi tham dự đám cưới Jin Tuấn Kiệt và Puka. Đây là mẫu SUV off-road đầu bảng của thương hiệu Anh Quốc khi sở hữu kiểu dáng hầm hố cùng độ bền bỉ và thực dụng cao, phù hợp khi di chuyển qua các địa hình khó và khắc nghiệt. Từ trước đến nay, Miyu chỉ công khai mình đang sở hữu hai chiếc Mercedes-Benz E-Class và Audi A4. Thế nên việc Miyu sử dụng chiếc xe nói trên khiến netizen không khỏi thắc mắc về chủ nhân của mẫu SUV Anh Quốc. Theo đó, chiếc Land Rover Defender đang được đứng tên bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Duy Tân. Điều này một lần nữa khẳng định thông tin chồng tin đồn của Miyu nhiều khả năng là thiếu gia nhựa Duy Tân Trần Duy Minh Đạt. Minh Đạt là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc ông Trần Duy Hy, anh hiện là giám đốc vận hành của công ty Brassen tại Mỹ, chi nhánh của nhựa Duy Tân. Con trai cưng của ông Hy tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và quản lý tại Đại học Virginia, Mỹ và tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Đại học California, Mỹ. Thời điểm mới tốt nghiệp đại học, anh từng làm việc tại nhựa Duy Tân ở vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ Business Analyst trong vòng 2 năm. Minh Đạt đang là một trong những tài năng triển vọng trong làng doanh nhân trẻ Việt Nam. Từ tháng 6 năm 2016, Minh Đạt đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh của nhựa Duy Tân ở Mỹ. Tính đến hiện tại, anh đã là CEO được gần 8 năm. Tính đến hiện tại, anh đã là giám đốc vận hành được gần 8 năm, và thời gian đó anh cũng là trợ lý tổng giám đốc của nhựa Duy Tân. Ngoài công việc kinh doanh, Minh Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện của câu lạc bộ và hội. Tại sao Miyu luôn giấu nhẹm danh tính chồng sắp cưới? Từ thập kỷ trước đến nay, Miyu nổi tiếng với sự kín đáo, ít công khai mối quan hệ tình cảm và không bao giờ đề cập đến vấn đề hôn nhân. Hình ảnh của cô được xây dựng là người phụ nữ độc lập, thông minh và bí ẩn trong tình yêu. Lựa chọn của Miyu không hề ngẫu nhiên. Sau mối tình sóng gió với thiếu gia Phan Thành, cô không muốn rơi vào những drama tình ái khi mối quan hệ của mình trở nên công khai. Cô đã chia sẻ quan điểm về việc người nổi tiếng có nên công khai mối quan hệ trên mạng xã hội năm 2020. Miyu chia sẻ về khó khăn của việc yêu một người nổi tiếng. Khi chưa ai biết anh ấy là ai, chẳng ai quan tâm việc anh ấy làm quen hay tán tỉnh cô nào. Nhưng khi anh ấy được công khai thuộc về bạn, bỗng nhiên bạn trở thành cô gái đáng thương trên chiến tích của một cô gái nào đó. Cô lo ngại rằng việc công khai mối quan hệ sẽ kéo theo ngàn người vào cuộc sống riêng tư của cô. Yêu nhau phải lắng nghe ý kiến của người thân dòng họ. Giờ mình lại phải có thêm cả 100,000 phụ huynh ngoài xã hội, mỗi người cứ bình luận một câu, đọc thôi cũng đủ nhức đầu hoa mắt. Thế nên có nhiều cuộc tình chưa kịp nở đã chóng tàn trong muôn vàn tiếc nuối. Nghệ sĩ yêu ai, profile của đối phương sẽ bị đem ra mổ xẻ trong vòng vài nốt nhạc. Cả gia đình, thậm chí người yêu cũ cũng vô tình bị lôi vào cuộc chiến. Mỗi chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc và an yên trong câu chuyện riêng của mình. Nghệ sĩ đôi khi tội lắm, để bảo vệ tình yêu của mình, một cái nắm tay nơi công cộng cũng là một niềm mơ ước, Miyu viết. Những chia sẻ của Miyu từ 4 năm trước phần nào thể hiện quan điểm của cô về việc giữ kín danh tính của người yêu hoặc chồng tương lai.
Thông tin về hôn lễ của Miyu chỉ được biết đến là chàng trai là một doanh nhân thành đạt, nhưng không tiết lộ rõ danh tính cụ thể. Miyu giữ kín danh tính của người đàn ông bên cạnh cô để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Dù vậy, cô không ngần ngại chia sẻ niềm hạnh phúc của mình thông qua việc tung ra nhiều gợi ý về việc sắp lấy